Bác sĩ làm gì đây? Cái kim tim. Thuốc gì quá vậy? Cái gì bao nhiêu đâu đó. Mấy người nãy chạy trời. Thấy kim tim làm sợ dữ vậy trời. Sợ quá trời. Bác sĩ làm gì đây? Rồi chặn được nhỏ lại. Ui đây tao tim mày này không. No. Đừng tim em. Bỏ kim tim vô miệng làm gì vậy? Yummy. Cái gì vậy? Nước ngọt hả? Nước ngọt hay mật ong vậy? Ôi trời má này nó ngơ mặt vô. Thèm. Được gì đâu. Ôi cái gì đây? Ui chăm bao bóng ra được cái bánh này. Ngon. Quá sung sướng. Tiếp trong hai bao bóng làm được cái gì? Nhỏ trong hơn báo được cái bánh. Không gì nữa. Tích gì? Nhỏ này trong bao bóng được cái đây. Được cái bút chì. Không gì lắm. Đó được gì đâu. Bút chì to quá làm gì. Không gì. Thôi ráng. Thôi bái luôn. Tiếp là cái gì. Trong bao bóng được cái gì đây. Được cái siêu nhân. Thôi cũng ráng. Cũng ghiền. Đỡ ghiền. Được rồi. Đỡ ghiền. Tiếp cái gì nữa? Tao nói, đủ thứ. To được cái gì đây? Một hai gì đây? Trăm bóng cái gì? Được con rẹp hả? Được con... nhỏ làm gì đi? Quanh nhà có hồ bơi ngon vậy? Tê. Cứu. Bố nghe hả? Làm gì vậy thức dậy? Thôi phiên trà là. Nghe cứu mà hốc trà gì em nội? Ơi, dục nữa, đi chú con đây kìa, làm cái gì vậy trời? Thằng dục nữa. Thằng nhỏ nó keo nãy giờ, nó bắt cười không nghe. Tụi xuống con ta làm gì? Cứu. Cứu bố ơi. Trời, chắc cái đống nó làm gì đây? Thằng cụ nó kêu cứu mà không nghe, trời ơi. Chạy ra vườn làm gì đây? Gì? Hai nhòm ăn nữa hả trời, hát cái gì ăn vậy? Thằng nhóc nó đang kêu cứu trời ơi. Đúng. Giờ nó chạy tới. Đỡ vẫn kịp. Nhỏ nó diễn dữ trời. Chúng ta chơi thích trên Dono hay Messi? Sút. Không, Messi. Ai đây, không biết ai đây. Ronaldo. Mày ai đây?